Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 12, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Yên Bình đã tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân tại thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình. Thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình hiện có 172 hộ với 734 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Cao Lan, Giao, Tày sinh sống, Cùng với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, từ đầu năm đến nay bà con nhân dân trong thôn đã hiến gần 300 mét vuông đất, đóng góp tiền, công lao động trị giá trên 500 triệu đồng để bê tông hóa 1,2 km đường giao thông nông thôn. Tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân với bà con thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn của xã vùng 3 đặc biệt khó khăn như Phúc An khi tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn trên 20%. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, xã Phúc An cán đích nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong rằng phong trào ngày cuối tuần cùng dân tại xã Phúc An nói riêng và huyện Yên Bình nói chung sẽ được phát huy và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ thôn 10 triệu đồng, huyện Yên Bình hỗ trợ 5 triệu đồng giúp thôn Khuôn Đát, xã Phú An hoàn thành xây dựng các tuyến đường. Ngày 12 tháng 12, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo năm 2022. Chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và triển khai rộng khắp ở các tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo năm 2022 được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai từ cuối tháng 11 năm 2021. Theo đó, các huyện thị thành đoàn, đoàn trực thuộc đã vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu. Hội đồng đội các huyện thị thành phố triển khai vẽ tranh với chủ đề Em yêu biển đảo quê hương và viết thư, viết thiệp chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại hải đảo và nhà giàn DK1. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, chương trình đã nhận được 1.500 tranh vẽ và trên 1.200 lá thư 300 thiệp chúc mừng của các đội viên thiếu niên nhi đồng và các nhu yếu phẩm trị giá gần 50 triệu đồng. Tại chương trình tỉnh đoàn Yên Bái đã gửi đến câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 48 thông qua và những bức tranh bức thư của thiếu nhi Yên Bái gửi các chiến sĩ ở hải đảo. Số quà trên sẽ được câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương chuyển trực tiếp đến các chiến sĩ tại 33 điểm đảo và 15 nhà giàn trên vùng biển của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên các cán bộ chiến sĩ đang sinh sống công tác ở hải đảo xa xôi, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Đồng thời đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ. Từ đó thêm chân quý và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hiện nay tỉnh Yên Bái đang triển khai trên 50 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng trong đó có 30 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, 4 nhiệm vụ lĩnh vực khoa học xã hội, 1 nhiệm vụ công nghiệp, 6 nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ thông tin và 12 nhiệm vụ lĩnh vực sở hữu tuệ. Các đề tài dự án nhiệm vụ khoa học được triển khai đúng tiến độ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển canh tác nông lâm nghiệp và thay đổi nhận thức về áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất của người dân, qua đó duy trì phát triển và bảo tồn nguồn giống đặc sản tạo vùng sản xuất hàng hóa. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,6% tổng số xã của toàn tỉnh, cao gấp 1,5 lần bình quân chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 39 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Giai đoạn 2020-2025, Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Văn Yên và huyện Yên Bình. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới trấn Yên để đạt mục tiêu đó tỉnh yên bái sẽ hoàn thiện cơ sở tầng thiết yếu trên địa bàn huyện xã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nhất là sản xuất nông nghiệp sạch an toàn sản phẩm chủ lực trên địa bàn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững Thực hiện tiêu chí phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, thời gian qua huyện Lục Yên đã huy động các nguồn lực và sự đồng lòng của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Lục Yên tập trung lồng ghép các chương trình dự án của nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông, vận động nhân dân đầu góp công sức tiền của, hiến đất để làm đường, Cùng với đó, huyện tích cực phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đường đến trung tâm các xã, đường liên thôn, phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng giao thông nông thôn, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, người dân đồng tình ủng hộ, phá rỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối, giải phóng mặt bằng để các công trình sớm được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Từ đầu năm đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đầu tư làm mới được gần 37 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 29,7 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần thời sự. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm còn 4,76%, dự kiến đứng thứ 11 trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và đứng thứ 16 trong cả nước, cải thiện 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ trước. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2020-2025, mỗi năm giảm bình quân 4% và đưa huyện Mù Căng Trải ra khỏi diện huyện 30A tỉnh yên bái tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay trong công tác giảm nghèo trong đó tiếp tục giao cho 52 sở ban ngành tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo từng năm hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới đa dạng hóa sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất tăng thu nhập cho hộ nghèo cận nghèo tăng cường liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm và quan tâm thực hiện các chính sách đào tạo nghề tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo cận nghèo Chính phủ vừa ban hành nghị định số 108 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, 8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp kể từ ngày 1 tháng 1, 2022 tới đây. Cụ thể sẽ tăng thêm 200.000 đồng trên một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng một người một tháng trở xuống, tăng lên bằng mức 2 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2 triệu 300 ngàn đồng một người một tháng đến dưới 2 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. Tám nhóm đối tượng được tăng lương hưu bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã phường thị trấn theo quy định tại Nghị định 92-2009 của Chính phủ, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định 142-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là điểm tựa cho đối tượng hưởng thụ trong xóa đói giảm nghèo, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại huyện Văn Yên, nhờ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên. Ba năm trước, gia đình chị Đinh Thị Nhài ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng dành cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên với lãi suất thấp. Từ nguồn vốn này lại được sự tư vấn hỗ trợ của các cấp hội đoàn thể, gia đình chị Nhài đã đầu tư trồng trên 5 hecta quế và chăn nuôi dê bách thảo. Những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thoát nghèo, gia đình chị Nhài đã vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá của xã. Đến nay mỗi năm gia đình chị Nhài cũng thu về trên 60 triệu đồng từ việc tỉa thưa cành lá quế. Đàn dê 30 con chuẩn bị xuất bán cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Đời sống của gia đình chị Nhài đang từng bước được cải thiện. Nhờ kia kia vốn vay đấy thì gia đình tôi cũng sản xuất và trồng rừng được kết quả tốt. Đây giống gia đình tôi cũng gọi là tạm đủ. Cách đây 4 năm, gia đình anh Doãn Văn Hải thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện, anh Hải đã mạnh dạn đầu tư nuôi châu bò sinh sản. Quyết tâm phải vượt qua đói nghèo đã thôi thúc vợ chồng anh Hải cần mẫn chăm chỉ làm lụng, không ngừng học hỏi kỹ thuật chăn nuôi để đàn châu bò sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay đàn châu bò của gia đình đã phát triển lên 20 con, trị giá vài trăm triệu đồng. Không chỉ trả hết nợ vay ngân hàng, có vốn, anh Hải còn đầu tư trồng thêm 2 hecta quế, nuôi 4 con lợn nái sinh sản và hàng trăm con ngan, gà để cải thiện cuộc sống. Với mức thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng một năm, hiện nay gia đình anh Hải đã trở thành hộ khá giả ở địa phương. Được ngân hàng chính sách, là hỗ trợ cho vay được 40 triệu đồng, cũng là rất chăn trở thế loay hoay thì không biết nuôi con gì hay là chăn con gì. trong tay mình lại có cái nghề được học cái lớp chăn nuôi thú y, thế mình sẵn có, thế thì thấy làm nó có hiệu quả. sau đó là tôi phát triển thêm, thế là đến năm sau nữa thì gia đình tôi bắt đầu là mua thêm châu bò. tổng cái thu nhập của cái năm đầu tiên thì mới được có là một 170 triệu thì gia đình tôi thoát nghèo là tôi cũng rất phấn khởi. Thế từ đó đến nay thì vẫn cứ duy trì đều đặn là chăn nuôi càng ngày càng phát triển. Để giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương ủy thác vay vốn cho hội viên nghèo nhiều tổ chức hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã rất tích cực, thường xuyên giả soát nhu cầu vay vốn, tổ chức bình xét cho vay để giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số cho vay cao, đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của hội viên đảm bảo đúng mục đích. Cái tổ vay vốn là đến giám là đến gia đình các hộ để là giám sát và kiểm tra trong họ sử dụng đúng mục đích hay không mình cũng phải sát sao với hội viên nếu không sử dụng cũng phải nói chuyện với họ là vay về để trồng rừng là trồng rừng thì trồng rừng xong trước mắt là họ phải sử dụng đúng mục đích không được sai mục đích cho các hộ vay vốn ủy thác của ngân hàng là vay về là nhiều hộ đã phát triển kinh tế mạnh nên mà nhiều hộ đã thoát nghèo chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội giải ngân cho 3.022 lượt hộ vay với tổng số tiền trên 150 tỷ đồng. Danh số cho vay của nhóm chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh bao gồm chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn là trên 129 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng danh số với mức cho vay bình quân nhóm này là gần 60 triệu đồng một khách hàng, tăng 11,8 triệu đồng một khách hàng so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình vay vốn. chúng tôi sẽ tích cực cùng với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục giả soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn để nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay của năm 2022. Để đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn mà đủ điều kiện được vay vốn là đều được thu hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi này. Thực tế cho thấy vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã trở thành phao cứu sinh cho người nghèo trên địa bàn huyện, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. quý vị và các bạn phát triển một nền nông nghiệp xanh hiệu quả bền vững thân thiện với môi trường thật sự là bệ đỡ của nền kinh tế có nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đang là hướng đi của nhiều địa phương trong cả nước trong đó vấn đề cốt lõi là phải chuyển nhanh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh yên bái theo hướng xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc thời gian qua ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đã triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp xanh bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan trong chuyên mục vì một yên bái hạnh phúc hôm nay với chủ đề mô hình nông nghiệp xanh vì sức khỏe cộng đồng chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những mô hình trang trại xanh ở một số địa phương trong tỉnh Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang xuất hiện nhiều mô hình trang trại xanh, sản xuất hữu cơ bền vững, không chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Đây cũng là mục tiêu của ngành nông nghiệp Yên Bái trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn tới thăm hai mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Lục Yên và Yên Bình qua phóng sự sau. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang các mô hình sản xuất nông sản sạch, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sống. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản cũng như tận dụng các yếu tố như khí hậu, thổ nhưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng Lục Yên từ năm 2014 đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển các sản phẩm đặc sản truyền thống. Trong đó có các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam vinh, lòng vàng, quýt và bưởi. Doanh nghiệp xác định sản xuất hàng hóa, xong phải gắn với sản xuất hữu cơ bền vững, theo đó, tại trang trại rộng 21 hecta đầu tiên ở dưới chân núi Nước Ngập thuộc Tổ 9 Thị trấn Yên Thế, doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho từng gốc cam, đồng thời sử dụng phân hữu cơ để chăm sóc. Thay vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, công ty đã sử dụng những chế phẩm sinh học để hạn chế côn trùng gây hại và tác động vào quá trình sinh trưởng của cây. Cái chất lượng cam của chúng tôi thì thực chất ra là so với cái, cái cam của họ ấy thì... thì thì người ta đánh cái cái thuốc uh, thuốc thuốc cỏ thì, thì thì chắc chắn là cái cam của chúng tôi thì nó sẽ chất lượng hơn trên thị trường bây giờ mới lại là là, là là dân dùng thì là bây giờ là phải là cái cam là phải là làm sạch sẽ thì là cái người tiêu dùng mới mới yên tâm được cùng với đó công ty còn lấy mẫu đất nước để kiểm nghiệm phân tích đánh giá độ pH, độ ẩm, các chất hữu cơ, asen, trì, thủy ngân để có biện pháp sản xuất ra những sản phẩm nông sản an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau gần 7 năm kiên trì xây dựng, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng đã phát triển và mở rộng diện tích trồng cam tại 3 địa điểm ở thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh và xã Tô Mậu với quy mô trên 100 hectare. Sản lượng hàng năm đạt từ 400 đến 500 tấn quả. Trong đó chủ yếu là cam lòng vàng, cam sành, quýt và bưởi, cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi là một khách hàng ở Hưng Yên ấy, lên đóng cam của công ty Sơn Tùng. Đi đóng cũng khá nhiều, khá nhiều nơi nhưng mà tôi thấy chất lượng cam ở đây ổn. Cam của các bác ấy ngọt, thơm và quả cam rất là chắc, ngon. Và xu thế ngày nay thì bệnh tật nhiều thuốc bảo vệ thực vật họ sử dụng quá nhiều ấy thì cái xu thế sử dụng sản phẩm sạch như thế này là họ rất là thích. Huyện Lục Yên là một trong những địa phương vốn nổi tiếng với những sản phẩm cam sành, quýt vỏ giòn, quýt sen. Bởi vùng đất này có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây ăn quả có múi. Trước nhu cầu ngày càng cao của người dân, do đó để có thương hiệu cho sản phẩm nông sản riêng, công ty Sơn Tùng đã nỗ lực xây dựng một hướng đi riêng để làm sao sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn. Muốn làm được điều này, phải có sự đầu tư cả về tài chính và quy trình kỹ thuật canh tác. Vừa đáp ứng được về sản lượng hàng hóa, song cũng đòi hỏi về chất lượng sản phẩm. Cho dù chi phí sản xuất đầu vào tăng, nhưng giá thành sản phẩm cũng cao hơn so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Với những thành quả mà công ty đang xây dựng đã mở ra hướng đi trong sản xuất nông sản sạch, trong đó tiếp tục xây dựng các tiêu chí cao về mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đưa vào các siêu thị đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng ở những thị trường khó tính. Làm nông nghiệp thì bản chất là rất khó. Nông nghiệp sạch còn khó hơn. Thế nhưng mà cũng là một doanh nghiệp uy tín của địa phương thì bọn tôi cố gắng là tạo nên những cái sản phẩm mà khi đến tay người tiêu dùng thì cái người tiêu dùng ấy không có một vấn đề gì suy nghĩ lan tăn về cái tô thuốc mà còn tồn dư trong cái sản phẩm của mình làm ra. Thế thì cũng hướng đến là quy trình việt gáp cũng như là các quy trình mà được các cơ, cơ, quan ban ngành chuyên môn hướng dẫn và cũng đã đã có những cái thương hiệu cơ bản. Sản xuất nông nghiệp sạch bền vững là xu hướng được nhiều địa phương trên cả nước hướng đến. Yên Bái dù là tỉnh miền núi nhưng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đây còn là một nội dung quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trong bối cảnh có sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường, thì việc phát triển nông sản sạch gắn với xây dựng thương hiệu uy tín đang được các ngành chức năng cũng như người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi Ngọc Trấn ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình, thành lập năm 2018 do chàng trai trẻ người dân tộc Tài Nông Kim Ngọc làm giám đốc. Khởi nghiệp với dự án trồng cây ăn quả sạch, chàng kỹ sư nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư một trang trại trồng cây ăn quả sạch với mong muốn sản xuất nông nghiệp sinh thái thuận theo tự nhiên cho sản phẩm đạt chuẩn Global Gap. Bằng những kiến thức được học ở trường, sau hơn 3 năm nỗ lực triển khai dự án, với sự hỗ trợ của dự án khởi nghiệp sáng tạo dành cho thanh niên nông thôn của Trung ương đoàn, Nông Kim Ngọc đã tận dụng nguồn sinh thủy, khí hậu, thổ nhưỡng để áp dụng vào trang trại của mình, xây dựng theo đúng chuẩn mô hình sản xuất sinh thái, thuận tự nhiên bởi nhiều loại cây trồng tương hỗ nhau mà không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học vào canh tác chúng ta sử dụng quá nhiều phân bón hóa học do vậy mà vì chúng ta cứ chạy đua theo năng suất thì cái chất lượng của nông sản hiện nay nó cũng không được đảm bảo nên do vậy là nó cũng vẫn xảy ra cái câu chuyện đó là khi được mùa thì mất giá được giá thì lại mất mùa nên là nông dân của chúng ta thì cứ loanh quanh luẩn quẩn với cái vòng đấy để chúng ta lại không đưa được cái câu chuyện và nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông sản chúng ta sản xuất đặc biệt hơn trong sản xuất nông sản thì người nông dân phải minh bạch được quy trình sản xuất của mình để lấy lòng tin của khách hàng khởi nghiệp trên vùng đất khó với cách làm cũng không hề đơn giản nhưng sau những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ hiện nay trang trại đã bắt đầu cho thu hoạch những trái ngọt đầu tiên theo tiêu chuẩn global gap đối với những sản phẩm trái cây tự nhiên như cam bưởi ổi với hương vị riêng sạch và an toàn qua kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng dinh dưỡng cao không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tuy không cho năng suất cao nhưng những sản phẩm cam lòng vàng ổi lê đài loan được khách hàng nhiều nơi phản hồi tích cực với giá thành cao gấp 2 đến 3 lần so với những sản phẩm cùng loại khi sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng là đích mà doanh nghiệp hướng tới cung cấp ra thị trường những trái cây an toàn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cái giá thành bán rất thấp. Ừ. Chúng tôi ở đây đặc biệt là trong 4 năm qua khi triển khai DC Farm thì không sử dụng đến phân bón hóa học, cũng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà chúng tôi chỉ sử dụng một ít đó là cái thuốc thảo mộc mà chúng tôi tự chế hai về phân bón thì chúng tôi uh, tận thu lại những cái nguồn cá thải từ hồ thác bà thì chúng tôi ủ nhưng cũng rất ít uh, chúng tôi mong muốn tạo ra trong nội tại này nó tự sản sinh ra và vận hành theo một hệ thống rừng nguyên sinh đó. nên do vậy là cái việc mà chúng tôi bổ sung dinh dưỡng nó chỉ dành cho khoảng 4 năm đầu thôi đấy do vậy quy trình sản xuất của chúng tôi là như vậy Thế nên do vậy là đã tạo ra một giá trị cam uh, của đức khôi ngọc trấn nó mang một cái hương vị riêng một hương vị tự nhiên vốn có của nó, đấy và đã được nhiều khách hàng ở các cái thị trường khó tính trong nước như là các cái khách hàng mà nằm trong cái chuỗi siêu thị như uh, của Hà Nội hoặc là chúng tôi bán trực tiếp cho một số khách hàng là họ có cái cái yêu cầu rất là cao nhưng họ cảm thấy rằng họ rất hài lòng và cái chúng tôi muốn mang đến cho thị trường cho người tiêu dùng là cái sự an toàn. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện các đề án chính sách nhằm hỗ trợ người dân xây dựng và đạt chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn, mở rộng diện tích nông nghiệp sản xuất theo hướng tiên tiến như việt gáp, hữu cơ, cũng như các tiêu chuẩn cao hơn, hướng đến những thị trường cao cấp. Theo đó, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp dựa vào bao yếu tố chủ đạo nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại và nông dân văn minh phát triển về quy mô sản lượng chất lượng các sản phẩm chủ lực sản phẩm đặc sản hữu cơ sản phẩm ô cốp khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái tạo lập sinh kế bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên thế mạnh của các vùng trong tỉnh vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng nông nghiệp xanh đã mang lại không chỉ lợi ích vật chất trước mắt mà còn là sự đảm bảo cho phát triển bền vững của toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng với ý nghĩa đó sản xuất nông nghiệp xanh bền vững vừa là nhiệm vụ cấp thiết lại vừa mang tính định hướng lâu dài những mô hình nông nghiệp xanh mà nhiều doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh yên bái đã và đang triển khai cho thấy đây là hướng đi đúng và phù hợp với xu thế tuy nhiên cùng với thay đổi tư duy sản xuất của người dân thì việc xây dựng thương hiệu mời gọi thu hút các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất tiêu thụ nông nghiệp sạch sẽ tạo nền tảng để nông nghiệp Yên Bái phát triển xanh bền vững thân thiện với môi trường và vì sức khỏe cộng đồng. chuyên mục vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay xin dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yênbaitv.org.vn số tiếp theo của chuyên mục này với chủ đề Yên Bái hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc sẽ được phát sóng vào tối 26 tháng 12. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.